showbiz Việt bên cạnh những người nổi tiếng thích đầu tư vào bất động sản, đồ hiệu thì còn một hệ những người thích phung tiền vào xế hộp, nhìn vào giá chỉ có, lát cả mắt. Từ thì người nổi tiếng, chơi xe nhiều đó nhưng xe nào cũng trắng đen một mẫu thì làm sao phân biệt được. Bởi lẽ thế nên có không ít người nghệ sĩ muốn khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhìn vào màu xe là biết ai ngay liền. Lưu lại để sau này ra đường có gặp thì chết tin ngay, tim qua đường nhé hẳn là nếu bắt gặp một chiếc xe ngoài đường với một tông hồng chói lọi thì đừng ngại ngần mà gọi tên Bin. Dù trong các MV của mình, Bin luôn xuất hiện với những mẫu xe khủng với mức giá, chắc cũng không kém, nhưng trong cuộc sống thường ngày tràn giáp thơ này cũng chọn cho mình một mẫu xe và màu xe nhìn vào là biết dân chơi. Được biết, người bạn đồng hành của Bin trên mọi nẻo đường là dòng Mercury Cougar đời 1968, vô cùng đắt đỏ và siêu hiếm tại Việt Nam, được khoác lên mình một chiếc áo màu hồng cứ gọi là nổi bần bật thậm chí chiếc xế hộp này còn được nam giáp thơ mang lên giáp việt trở thành một bắt dung đặc trưng không lẫn đi đâu được nhìn ngâu thế thôi chứ tâm hồn của trai thành phố hường phấn lắm đó đinh cùng chiếc bắt giun quen thuộc của mình tại giáp việt mùa một nỗi bần bật như vậy sao qua mắt được ai hả anh pin ơi tim qua đường đã nhiều lần tình cờ bắt gặp Bin lái xế hộp này đi tình tính tan với bạn gái tin đồn châu bùi có lần, người chơi hệ xe cổ này còn để bạn gái mình cầm lái chiếc Mercury Cougar nửa cơ. Vậy mới thấy, không ai chịu bạn gái bằng pin nhà ta đâu nhé. Châu bùi lái xe cổ của người yêu vi vu khắp Sài Gòn. Danh sách những người chơi hệ siêu xe gần đây có kết nạp thêm Hòa Minh Nữ ca sĩ khiến fan không khỏi trầm trồ khi đăng ảnh mình ngồi trên một con xế hộp giá trị lớn. Theo đó, chiếc xe mà giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp đang ngồi lên là dòng Mercedes-Benz S450 với mức giá, xương xương, khoảng 5 tỷ đồng. Dù không phải lần đầu khoe xe trên mạng xã hội, nhưng dân tình vẫn không khỏi choáng vì đây là lần đầu tiên cô nàng tậu một chiếc xe, tím liệm tìm sim, như thế. Đúng kiểu hòa Minzy đã không chơi thì thôi mà chơi thì màu phải nổi bần bật mới chịu nhé. Hòa Minzy lên đời xế hộp mới, màu, tím liệm tìm sim mới chịu. Hoa Minri đã dặn thì Phan chỉ biết làm theo thôi. Tháng 4 năm 2021, Ngọc Trinh phấn khởi khoe chiếc xe mới siêu sang dòng Jony Ghost Series để có được chiếc xe này, Ngọc Trinh đã phải bỏ ra số tiền trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt, để siêu xe của mình thêm phần mới lạ, Ngọc Trinh đã không tiếc tiền để độ lại theo phong cách Blacetin, đề can màu hồng lấp lánh, nội thất xe chuyển sang màu hồng với da Nappa cao cấp. Ngọc Trinh đã biến chiếc rolls roi của mình trở nên độc nhất vô nhị, ai đi đường mà thấy thì biết rõ là Ngọc Trinh ngay. Thế nhưng, chưa độc quyền được bao lâu thì Lily Trang, người được cho là đối thủ của Ngọc Trinh trong chuyện tình tay ba đã tậu một chiếc xe với kiểu cách y xì đúc. Xem ra tim qua đường lần này rất dễ nhầm lẫn giữa xe của Ngọc Trinh hay Lily Trang đó nha. Ngọc Trinh chịu chơi mua luôn xe Rolls Royce Series còn độ lại theo phong cách Platinum. Được biết, để lên đời xế hộp, Ngọc Trinh đã phải bỏ thêm hơn 2 tỷ đồng, chứng minh độ chịu chơi siêu xe không vừa của cô nàng. Màu hồng vốn dĩ là màu ưa thích của Ngọc Trinh. Nữ hoàng nội y khá tự hào khi sở hữu siêu xe trục tỷ, nên chụp hình đăng mạng xã hội lia lịa. Ngọc Trinh nhảy lên siêu xe hồng dược này đủ khiến dân tình lát mắt chưa? Tưởng Ngọc Trinh độc quyền xe hồng Blatin rồi ai dè, Ngọc Nữ Bolero, cũng tậu ngay một chiếc được trùng tu y hệt tim qua đường, rất dễ, lú, nếu bắt gặp chiếc xe hồng đen Blackpink này đó nha vì không biết đâu là xe Ngọc Trinh, đâu là xe Lily Trang nữa. Ngọc Thanh Tâm cũng là một trong những mỹ nhân có sở thích độ mới xế hộp bạc tỷ. Trong một clip đăng tải lên mạng xã hội, Ngọc Thanh Tâm cho biết chiếc xe yêu thích của cô là Volkswagen Beetle Mui Trần, giá xe nhập về Việt Nam rơi vào khoảng 2 tỷ đồng xe của ngọc thanh tâm có màu nguyên bản là nâu cánh dáng khi được nhập về việt nam sau đó được nữ diễn viên dáng đề can lại màu hồng theo sở thích của mình đề can hồng được cô nàng đặt trực tiếp từ mỹ về sau đó có một đội ngũ chuyên nghiệp để dán xe thật kỹ mang lại độ hoàn thiện tốt nhất mâm xe nguyên bản màu xám cũng được nữ diễn viên sơn đen lại toàn bộ để tăng độ ngầu cô nàng cũng tiết lộ thời điểm mua xế yêu này thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn duy nhất một chiếc vô Beetle ẩn biết tồ trần mà cô may mắn được sở hữu. Chiếc xe yêu thích của Ngọc Thanh Tâm có giá 2 tỷ đồng. Để khác biệt, Ngọc Thanh Tâm đã dán đề can lại màu hồng theo sở thích của mình, nhìn là thấy nổi bật một góc trời nếu đi ra ngoài đường. Nguồn ảnh, tổng hợp.